Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại hoa, đó là hoa giấy. Là một cây hoa rất là đẹp và được nhiều người yêu thích, cũng như là nó có nhiều cái ý nghĩa tích cực về cái mặt phong thủy. Cùng mình tìm hiểu cây hoa giấy và ý nghĩa tác dụng của nó nhé các bạn. Cây hoa giấy thì thuộc hoa giấy hay là chi bông giấy, là một trong những cái loại thực vật có hoa bản địa khu vực Nam Mỹ, từ Brazil về phía Tây tới Peru và phía Nam miền Nam Argentina. Và cây hoa giấy này thì là loại cây leo dạng gỗ, bụi cây hay thân gỗ có gai. Các loài dây leo thường mọc cao từ 1m tới tận 12m, bò trên các loài cây khác bằng các gai có móc. Cây hoa giấy thích hợp với khí hậu nóng ẩm và có nhiều ánh sáng, lượng mưa dồi dào quanh năm. Và loại cây này thì dễ rụng lá nếu sống trong môi trường mùa khô các bạn. Cây hoa giấy mọc so le, lá đơn, hình trứng, mũi nhọn. Hoa có nhiều màu khác nhau như là màu hồng tím này, màu đỏ này, màu cam trắng hay là màu vàng. Thì cái cây hoa giấy này của mình là bình thường là nó, hôm mình mua là nó có 4 màu. Đây mình thấu màu hồng này, đây là cái màu, màu này giống như đỏ cam ấy. Cái màu vàng nó chưa ra. Đây đây, cái màu này màu hồng. Đấy, cái cây hoa giấy này là được ghép 5 màu. Cây hoa giấy thì tương đối ít bị sâu bệnh, nhưng có thể bị tổn thương từ các loài giun và rẹp, ấu trùng của một số loài cánh vảy cũng có thể làm hại đến hoa giấy, chẳng hạn như là loài bướm đêm đó. Cây bông giấy có từ 4 tới 18 loài khác nhau, trong đó tại Việt Nam phổ biến nhất là có các giống như là giống hoa giấy Thái. Hoa giấy Thái thì là hoa giấy phổ biến và thông dụng nên bạn có thể gặp ở rất nhiều nơi. Cây thường được trồng làm hàng rào, các công trình hay là bonsai. Hoa giấy Nam Mỹ thì có lá nhỏ cuống ngắn, xếp sát nhau thì nở thành những cái chùm nhỏ hơn so với những cái giống hoa giấy khác. Đó. Nhưng mà cành bông giấy Mỹ thì thường to và khỏe hơn những cái loại giấy khác. Chính vì thế nên là người ta thường sử dụng để làm bonsai uốn thế. Cây hoa giấy Mỹ thì hoa màu hồng đậm á, và hoa của nó rất là lâu rụng nhá. Mùa mưa cũng không bị rụng lá như là cây bông giấy Thái. Cây hoa giấy cẩm thạch thì là nó dễ nhận biết bằng mắt thường nhờ việc lá thì có viền vàng kem rất là lạ mắt. Và hoa giấy cẩm thạch thường chỉ có màu hoa hồng sậm đỏ và lá ít, màu xanh nên kém quang hợp hơn. Do đó khi ghép cây lên cây khác thì khả năng sống cao và dễ chăm sóc hơn. Cây bông giấy cẩm thạch thì là khó chăm sóc hơn những dòng khác, nên cần là lưu ý là khi trồng, đặc biệt với cây ghép, cần được phải cắt tỉa hợp lý. Cây hoa giấy ghép màu thì còn gọi là hoa giấy tam sắc, hoa giấy ngũ sắc. Đây là loại giống cây lai tạo được ghép từ nhiều cây hoa giấy màu khác nhau nên cùng một gốc để tạo thành cây bông giấy nhiều màu, giúp nó là lung linh và nổi bật hơn nhé. Cây hoa giấy là loài cây có vẻ đẹp tươi tắn nhưng cũng rất là mộc mạc. Đây là loài cây có nhiều ý nghĩa cả trong phong thủy cũng như trong đời sống. Hoa giấy có nhiều màu sắc rực rỡ, nhưng mà cái thân cây thì nó xù xì và gai góc nên cánh hoa mỏng manh. Và thường là cái hoa nó không được lộng lẫy cho lắm, cho nên là nó thường tượng trưng cho một cái tình yêu mộc mạc và đơn sơ. Thân hoa giấy nhiều gai thì thuộc dạng thân gỗ leo, cứng chắc và trái ngược với vẻ đẹp mong manh của cái bông hoa giấy. Vậy nên người ta còn nói hoa giấy là tượng trưng cho cái sự bảo vệ của cái đẹp. Những cánh hoa giấy luôn đan khít vào nhau như anh em ruột thịt khăng khít với nhau để cùng bảo vệ gia đình, nơi mà bố mẹ làm nhụy. Chính vì thế hoa giấy còn thể hiện cho tình cảm gia đình sâu sắc gắn bó. Có một số quan niệm phong thủy còn cho rằng cây hoa giấy có thể xua đuổi tà ma, mang đến cho căn nhà bạn một không gian bình yên, sum vầy, hạnh phúc, sự bao bọc chở che, giúp cho gia chủ luôn may mắn hạnh phúc, phát tài và phát lộc. Cây hoa giấy cũng được cho là rất hợp với người tuổi Thìn nhé. Ngoài ra thì tùy vào màu sắc khác nhau thì cây hoa giấy sẽ hợp với những cái mệnh tuổi khác nhau. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cây hoa giấy. Như vậy là xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Rồi, chào.
Đây là một cây hoa giấy đã được ghép 1, 2, 3, ghép 5. Ghép 5 màu. Cây hoa giấy này đã ghép 5 màu nhé. Và hiện tại bây giờ đang là mùa khô nắng nên là nó chỉ ra được có, nó ra có 3 màu này. 1, 2, 3. Ra 4 màu. Còn thiếu một con màu vàng nữa.